hừng lắm. Đào 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 đào. Tao lại mày. Ba lại khỏi bắt. Ba lại ba. Được không? Như vậy là tôi xác định đúng rồi, không có sai đâu. Xác định cái gì? Cái gì nữa? Không có gì để nói nữa. Sao mà nói được? Cái ý của má nói hồi nãy con nhớ không? Nhớ con không? Đó, như vậy đó mà được. Là gần ghen đúng không? Mặc gì mà mặc ghen? Bà đang coi như là đánh giá, đánh đồng mình ngang mấy mẹ ngoài chợ luôn. Cái gì vậy trời? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Khắc Não. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video, nơi chia sẻ, đăng tải và bình luận những video clip đặc sắc, hấp dẫn mỗi ngày. Mời anh. Ủa sao tự nhiên mời anh nha, giờ thấy tự nhiên thấy căng thẳng không khí lên vậy? Tại vì hôm nay đó là chúng ta sẽ gặp được một vị khách mời coi như là giấu tên đi. Vàng và Triều đều rất là háo hức chờ đợi ngày hôm nay để xem anh ta ứng tác như thế nào với những cái tình huống mà Hải Triều và Vàng đặt ra tại cái quán ăn này. Tại vì nhắc tới hữu tính là coi như chưa biết gì. Coi như chưa biết. Ủa lỡ nói hả? Ủa tức gì á? Hồi nãy giờ là tụi làm ra vẻ bí mật lắm á. Không, Đào Hải Triều với cái mái tóc này sẽ rất là phù hợp với vai trò một người lớn tuổi. Và ngày hôm nay Vàng muốn đặt một cái tình huống cho cả Vàng, Triều và cả khách mời hữu tính nữa. Sẽ vào vai những ông lão, bà lão. Và bây giờ không để cho tất cả quý vị chờ lâu nữa, chúng ta hãy gặp vị khách mời diễn viên hữu tính trong chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Khắc Não. Dạ, hiện tại đang cảm thấy cái người nó lân lân, rất là có một tí hồi hộp mà cảm giác rất là thú vị. Bởi vì mình cũng chưa biết là mình làm cái vai gì. Thì đây, đang hữu tính đang được make up một vai già. Có lẽ là một thực khách đứng tuổi rồi. Tính cũng không biết cái tình huống của mình như thế nào, nhưng mà tính nghĩ chắc nó cũng sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ hài hước thôi. Chứ không lẽ bây giờ đi ăn mà vô gặp một cái hoàn cảnh bi thương rồi ngồi khóc từ đầu đến cuối. Vậy thì cái bữa ăn nó sẽ nặng nề lắm. Mình phải giữ cho cái tâm trạng mình nó luôn tươi mới, hết sức thoải mái. Khi cái đầu óc mình thoải mái, tỉnh táo thì mình mới tìm ra cách để mà đối phó gọi là nhanh gọn nhất và dễ dàng nhất. Cùng tôi ngày xưa thề câu nguyện ngôn. Nè, sao mà ngồi như bức tượng vậy trời? Nhớ ba bay. Nhớ gì? Ông đi lâu quá, ông chưa về chứ. Lúc mà ông đi, ông nói à, em ơi, em đợi tôi nghe. Tôi đi về rồi tôi mua cho em cục kẹo. Trời đất ơi, cũng đâu phải thèm ăn, thèm uống gì đâu mà nhớ cục kẹo của ổng. Ăn sáng không? Ăn gì không con làm cho? Ăn uống gì trơn, ăn rồi. Sáng ăn xương xương thôi. Ăn gì xương xương rồi? Ruột nửa chứ thịt bò ăn rồi. Ôi trời. Người đành ra đi, đi mãi không về, bỏ lại em đây. Thôi đừng có hát đó. Con sắc vợ chồng ngài mình. Mình ba bay lấy nước cho ba. Dạ dạ, được, con lấy nước cho ba. Mình thôi đất ơi, đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Tôi đợi mình muốn chết. Đợi gì thì tôi đi chuyện vậy thôi. Lúc này cái đầu óc tôi làm như nó bị cái gì á. Nhớ nhớ quên quên. Trời đất ơi, mà sao mình vậy? Ai biết đâu à. Do áp lực cuộc sống á. Sao mệt mỏi, nói tôi nghe coi mệt chỗ nào tôi xuất dầu cho. Tại vì cái hình nền của bà đó. Càng ngày bà cứ càng làm lố lên. Tôi nói thiệt, cái làm cho tôi bị, tôi không dám nói, tôi nói ra tôi sợ bà buồn, hiểu không? Cái tôi để trong lòng bà. Uống nước bà ức. Ờ cảm ơn con gái. Ủa con trai, con trai. Ông nói vậy mà ông sợ tôi buồn hơn sao?
Ở đó tôi cũng ngựa vậy đó mà ông nói là anh đòi ngựa dễ thương. Hồi xưa bà khác, cái nét của bà nó đơn sơ mộc mạc lắm. Bà điệu điệu ngày xưa là cái gì? Gài một cái kẹp hay là một cái băng đô, cái nơ. Ngày xưa tôi nói thiệt, trong lòng tôi á, bà là nữ hoàng qua dâm bụt. Còn bây giờ á, nó đi đâu vậy? Nữ hoàng qua dâm bụt của mình đâu? Dâm bụt đó hả? Trời đất ơi, cái này nó khác chút xíu. Qua dâm bụt là chữ bờ, còn bà là chữ giờ nha. Qua dâm mình này tôi có khác gì đâu. Hồi đó tới giờ là tôi vẫn giữ nguyên vậy, không thay đổi miếng nào hết trơn á. Sao sáng giờ đi chợ sao? À đi đồ nữa nè. À sáng giờ đi chợ hả? Hôm nay đi đi qua đây, qua đây. Vậy kêu gì hả? Sáng giờ đi chợ làm sao? Con dặn mua đồ mua đạt á, má bà khó. Mày dặn ba gì ba có nhớ gì đâu. Ôi, tự nhiên tao ra tới chợ xong tao biết tao làm gì luôn. Má coi ba mua được gì rồi. Có khi này chắc hả? Chắc bà con người ta thấy thương, tao coi cái tờ giấy mày ghi vô cho tao cái mua cái gì. Tờ giấy gì thấy... Trời ơi, tao sao gói kỹ dữ vậy nè. Con ơi, tao mua đúng không vậy? Cá chết hả? Sao lại mua con cá này? Chứ bây giờ nó hôi gần chết. Ba cái chuyện đi chợ này sao đặt bà không đi rồi ép tôi đi để người ta đưa mắn vậy sao? Nếu mà nào hồi sớm mình nói thôi để mình đi, em ở nhà đi em nghỉ ngơi. Thì đó tại tôi thương bà. Thương tôi mà ban nãy hả chê tôi. Nữ hoàng qua dâm bụt, bây giờ mất dâm rồi còn bụt à. Nữ hoàng qua bụt à. Hay là bà mất cái chữ bụt thôi chứ dâm là còn nha. Thôi đi, đó thấy chưa, chê tôi. À thì ra mê con bán cá. Được rồi, bỏ nữ hoàng dâm bụt, bây giờ đi ăn nữ hoàng bán chợ cá à. Đi dẹp, đi dẹp, đi dẹp. Rồi má mày không thích thì dẹp đi, có gì đâu. Rồi không thích thì ăn cái cá. Trời đất. Chiều má con tí xíu má bị Alzheimer. Ủa chết cha bả của tao trung bệnh hả? Tao lúc này là tao thấy cái đầu óc tao, tao cũng nhớ quên. Mày thấy tao mua, tao không biết là tao mua cái gì luôn. Đây? Sao kêu mua đồ về làm lá gu? Mà sao mua đồ về gieo giống nó gì vậy trời? Ủi như vậy rồi sao ăn? Nay ra chợ á, không biết ngày gì á mà người ta coi như là mua hết trơn đồ rồi không có. Kiếm cái khác mua cái khác về, nhưng mà hôm nay đích thân tôi nấu cho bà ăn, chịu không? Như vậy là tôi xác định đúng rồi, không có sai đâu. Xác định còn cái gì? Cái gì nữa? Không có gì để nói nữa. Sao mà nói được? Cái ý của má nói mày nãy còn nhớ không? Nhớ sao không? Đó, như mày vậy đó là được. Ủa mà má nãy má nói câu chuyện gì? Vậy là nhà này không phải mình tôi bị bệnh đâu. Bị bệnh hết rồi. Cái bệnh này là giống như là nó bị lây, chứ nó không phải di truyền nữa. Tại ba không đó, ba đây bệnh cảm cho con đó. Cái gì vậy mình? Ủa cái nhà này tôi nói thiệt á, đáng thương đúng ra người chính quyền phải cho tiền. Sống hàng tháng á, với cả gia đình mà coi như không có ai nhớ một cái gì hết. Con nhớ rồi, nhớ rồi. Vậy giỡn cho má vui á, giỡn cho má vui á. Bữa nay đám dỗ. Đám dỗ á, đám dỗ con ba hay má quên rồi ta. Cái gì? Đám dỗ ông nội. Thì tao hỏi ba má tao với mày cái gì, gì là gì? Ông nội mày, tao không dỗ ba tao đâu. Tự nhiên chửi con. Bây giờ tự nhiên mua cái này rồi sao về làm cái bánh xèo được? Bà không biết gì hết. Đó, đúng rồi. Bà làm vợ tôi. Tôi nhịn bà lâu lắm rồi. Hả? Đám dỗ ba tôi, bà biết ba tôi thích ăn cái gì không? Ông nói coi ba ông thích ăn cái gì? Ba tôi rất thích ăn bắp cải xào. Bắp cải xào. Không đẹp cho cái ngày đám dỗ của ổng. Mà bà ép tôi phải nấu lagu trong khi bà tôi ghét nhất cái món lagu, bà hiểu không? Bây giờ tôi nói thẳng ra là như vậy đó. Bà chiều tôi một không ngày có. Được không? Cái này bông cải thưa ông hai à. Bông cải mà ông mất con mà bông cải kiến. Cái bông với cái bắp nó khác lắm bà. Có hiểu không? Ba biết cái hình nền nó mà ba không biết gọi nó là cái gì. Cho nên giống như cái bà bắp cải trắng này là hả? Ba làm lu mờ ba bây rồi. Rồi ba hiểu không chị? Có nghĩa là sao? Từ đầu đến giờ coi như thái độ này thái độ kia là ghen đúng không? Mặt gì mà mặt ghen? Bà đang coi như là đánh giá đánh đồng mình ngang mấy mẹ ngoài chợ luôn. Cái gì vậy trời? Không, đúng chưa? Nghĩ sao mình bằng mấy đại mẹ đó được? Bà hơn nhiều, bà cao hơn nhiều, bà cao cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái miệng dẻo nhẹo à, dẻo như cái cây kẹo dẻo luôn. Giờ coi như lỗi tôi đi, bà không thích đúng không? Rồi mai mốt ghen.
Mày xin lỗi ba mày tao tao coi. Ủa kỳ vậy? Kỳ gì? Tụi phải không? Nó đi chơi từ sớm giờ nó chưa về mà làm gì vậy? Hả? À, đi chơi mới về. Mày xin lỗi ba mày. Con tao lại. Tao không nghe đó. Thôi vậy, trời. Nè. Cuối cùng nghe không? Không có được vậy nữa nghe không? Thôi tha lỗi. Nít mà đứa nào cũng có lỗi. Con muốn như vậy. Con muốn đi chơi. Đi chơi không? Đi chơi không? Con vẫn muốn đi chơi. Dạ. Tao muốn chừng nào mày không thì thôi. Ủa nó con mình tôi có quyền dạy đúng không? Làm cái gì vậy? Bà thấy mình con đánh con mình. Con cái mà dạy nó không nghe thì thà con cho nó ra đường xã hội dạy nó. Tôi nhìn con người tôi biết trước tương lai luôn á. Tôi nhìn ngày nào cái kiểu đi chơi sớm muộn cũng xì tre. Nhìn cái tướng nó đi. Ông ơi, cái gì vậy? Tại vì nhà hồi đó nghèo không có sữa nuôi nó cho nó đớm xì ke cái gì. Vậy là lỗi bà. Sao lỗi tôi? Tự tát mặt mình đi, không có sữa nuôi con. Tại sao ngày xưa tôi mua cũng đu đủ, cũng hầm này không nọ, bà không chịu, bà cứ đòi xí quách. Cứ xương bà làm tới, bà về bà phát triển xương không à. Con ao không lấy ông ăn. Không lên tiếng vòng 1 nó đẩy xuống vòng 2 đây nè. Ba ăn là tại sao? Ba ăn là tại má mày bỏ mứa. Rồi đó, đây. Ông nói tôi mới nhớ cái vụ bỏ mứa. Đào chứ. Sao vậy? Nằm xuống, cúi xuống. Gì? Cúi xuống nè. Trời đất ơi. Má mày làm gì vậy? Muốn cái gì vậy? Mình ăn uống mình phải ăn cho hết, hiểu không? Chứ đâu phải ăn nữa bỏ nữa. Ông nhìn đi, ngoài kia bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình. Má đang dạy ba mà. Nó cái tội đó là không biết xỉa cái này vô não. Yên tâm, ngày xưa tôi cưới bà xong tôi ăn cho hết tới giờ. Ông bỏ mứa. Bây giờ ông nói gì với tôi? Bây giờ thí dụ mình nói thiệt hay là mình nói thiệt hay là mình nói cho người ta vui nè. Thiệt. Bây giờ lớn tuổi rồi bà hiểu không? Giờ bắt đầu cái cơ thể mình á nó thay đổi nhiều quá. Cho nên có bữa ăn được có bữa không. Hôm nay ăn được không? Hôm nay nó không có vừa vị lắm. Mà vậy là ông không thương tôi. Được rồi. Giang. Dạ. Vô lấy cái đèn dầu cho má. Chi má? Má đốt cái quán này. Thôi. Ba mày không chịu ăn đồ ăn của má đâu. Mày vô mày lấy ra tao ăn hết. Dạ. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống tôi tự bưng ra cho ông ăn. Rồi, tôi ăn được chưa? Rồi. Tính ngồi đây. Ngồi xuống. Nè. Ăn hết cho tôi. Ta đang thắc mắc là con quỷ này là con gì nè. Theo cái môn mà sinh học hồi nhỏ tao được đi học á. Ừ. Cái loài động vật mà dạng bốn chân mà nó hay nằm kè bè ra như vậy, khi mà nấu ăn lên á nó có hai loài thôi. Một là nó dạng con cút. Còn đó con chim cút chim ba đúng rồi. Hai nó là con chuột. Ông sai. Bắp cải đó chứ. Bắp cải ăn đi mình. Ráng lên bắp cải á. Nói cái mà hết cải luôn. Ngon quá đó. Ngon quá bà. Ngon. Biết sáng biết sao ăn hết không? Sao? Bận đi chợ á. Chợ cho bà vui á. Chứ ăn mà thường không có gì không? Ăn phải hết. Đổi món mới cho má. Món mới rồi đó má. Cái bệnh đâu? Quá đáng với tôi đúng không? Không quá đáng với ông. Ủa tôi làm đồ ăn cho ông ăn mà bây giờ ông kêu quá đáng. Bà nói bây giờ cái nào cũng không chiều tôi mà bây giờ ông làm như vậy. Trời ơi. Được rồi. Bây giờ bà nhìn thẳng tôi nè. Không muốn nhìn nữa. Tôi đang ông phụ bạn. Tôi ăn ba ăn rồi. Ba ăn rồi. Vui vẻ cả nhà rồi. Vui vẻ cả nhà rồi. Ba ơi. Ba ơi cũng lại bà. Ba ơi. Hãy ăn đi. Thì món bình thường mà ba kêu cục. Món này mà bác nó nấu có gì đâu mà bình thường. Tao ăn cái đó như là tao ăn bản thân tao vậy đó. Tao ra chợ mà ai cũng kêu tao là con đuông dừa đó. Tao ăn tao luôn á. Ta cái này đâu phải là con đuông dừa. Chứ cái gì? Bánh lọt đó chứ. Anh ăn cho ông coi. Trời đất ơi. Có gì đâu mà sợ. Không ăn với tôi cho vui. Dạ, ông nói ông thích ăn kè bánh lọt.
Tôi nói mày muốn mà ăn. Mày muốn lạc cho ông ăn. Mà bây giờ mày dậy dậy. Trời ơi, cái đèn dầu của tôi đâu? Bà ông con ơi, ông con ơi. Con lại ba. Mày lên đây, mày lên đây. Mày lại tao. Bây giờ tao lại mày luôn. Coi cái nào nó có giá trị hơn. Tao lại mày. Ba lại. Thôi bắt có quy cả tao lại. Con lại ba. Cái gì vậy? Đối diện với cái điều mà tao sợ nhất trên đời, mày không biết. Đi xa tôi ra. Giờ con thỏa thuận với ba con cách. Tôi thỏa thuận với ba con cách. Từ từ. Chè tôi thức đêm thức cơm tôi nấu. Mà bây giờ trời ơi, những bánh xèo cho lực tới lực lui đó mày. Bỏ nó lên cây dừa lại đi con. Cái gì ông điên hả? Bánh lọt nè, mà đổ lên cây dừa. Bánh lọt ba, bánh lọt. Tao thương má mày lắm. Bây giờ cái giây phút này á, nó tao hình dung nó giống như cái kiểu là một trong hai đứa phải chết đó, mày hiểu không? Mà thường những cái giây phút định đoạt vậy nè, chắc là mình phải giành quyền sống chứ hả con. Có gì ba ở lại, ba tỉnh táo, ba còn lo cho con được, hiểu không? Má mày mà ở lại không lo cho mày được là tàn cuộc đời ba người luôn. Tính tạc đó, tôi là tôi tạc đó. Cái gì có cái giới hạn của nó. Bà thích cái gì nhất nè? Cái gì tôi cũng thích hết trơn á. Rồi đi vô phòng với tôi. Hả? Cái gì vậy tự nhiên vô phòng? Hồi đó là coi như tôi hay đưa bà vô, cái tôi dỗ bà ngủ, tôi đọc truyện cho bà nghe, tôi không hát cho bà cái nghe. Đó không thích. Rồi bây giờ thôi tôi hát cho bà nghe. Tôi hát cho bà một bài. Yeah. Rồi. Lần đầu tôi gặp bà trong buổi chiều mưa rơi, thẹn thùng tôi hỏi bà bao, bà biết hả bà? Bà gì? Bà cái gì? Bà vui ghê. Ừ thì bà vui ghê. Vui rồi yêu nhé nhỏ. À bà ơi. Nhớ không? Nhớ cái kỷ niệm đó không? Vậy thì phải chúc mừng cái kỷ niệm đó. Không có ăn nữa nha. Vô. Một miếng chè với tôi. Tôi nói rồi. Hai đứa mình như uống rượu giao bôi. Bây giờ bà muốn tôi nói thẳng không? Tôi bị tiểu đường rất nặng tiếp 2 rồi. Vậy thì đúng rồi. Bác sĩ cấm tôi ăn. Bị tiểu đường đó chứ. Thấy không? Mày thấy má mày vậy không? Cái gì? Tôi tức quá mà. Còn yêu thương gì tôi nữa. Đó. Con ngồi đi. Hôm nay ngày giỗ của ông. Cái gì ông giỗ về tôi? Ăn đi. Đám giỗ ba tôi chứ đâu. Đám giỗ của ông. Bữa nay đám giỗ của ba. Ba về ba ăn chung với tụi con. Ăn đi ba. Chiều được một lần không có chiều được suốt đời đâu. Đó vậy đó mà nói hả? Anh thương em suốt đời. Em chiều anh suốt kiếp. Hồi xưa bà nói với tôi em cũng yêu anh suốt đời suốt kiếp, không bao giờ em làm khó dễ gì anh hết. Lúc đó tôi mới bỏ hết gia đình tôi đi theo bà. Tới giờ bà làm khó dễ tôi. Ai là người có lỗi? Trong khi tôi vẫn ở đây với bà mà. Ba thấy chưa? Đâu có thương yêu gì má đâu. Má kêu làm có tí xíu chuyện à. Có làm đâu. Từ lúc đi chợ buổi sáng là thấy kỳ kỳ rồi. Thôi mày đừng nói gì nữa hết á. Nè tao ăn. Tôi ăn nè. Ủa cái thằng này, sao ăn đầu cúng con chồng ta? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Bác tính, sao bác ăn đồ của ba con? Tao nói cho mày nghe chưa? Mày tới đây à. Tao đám giỗ nhà người ta à. Trái cây người ta chưa cúng, người ta chưa đốt nhang, mày thượng mày ăn rồi à. Mày thấy kỳ không? Tôi nói chị nghe vậy nè. Chị nào? Đó chị. Cô. Rồi tôi nói cô nghe vậy nè. Thật ra tôi ở sát bên nhà. Bác sát bên nhà, bác biết hoàn cảnh gia đình gì, thấy không? Mày á ngày nào cũng vậy. Mà chưa bắt qua để thế bả mà cái trí nhớ bả, cái đầu óc bả bị lẫn rồi. Tao ráng tao làm này làm nọ coi như là cho bả vui, tao giúp mày, tao phụ mày một tay. Không có, chú nói gì vậy? Cái gì? Ủa chú là thầy cúng mà. Mày muốn nói gì nói à. Mày sống không có lập trường. Ủa chú là thầy cúng, ngày hôm nay chú tới đây chú cúng. Ủa vàng. Dạ.
Mày nói mày mời ai tới cúng kiến đồ à, rồi kêu ba mày về đâu? Bây giờ không quan trọng tiền bạc, nó bây giờ có quan trọng là má tôi vui thôi. Bác mệt quá nè. Bác là gì mệt? Bác sĩ nói bây giờ mà không đi khám liền thì coi cái xù lọt bét chết liền á. Má ơi, lên rồi, lên rồi. Ba chuẩn bị về, ba chuẩn bị về, ba chuẩn bị về. Ba chuẩn bị về. Sắp về đó. Ba chuẩn bị về. Tao về nhà tao á. Không, ba chuẩn bị về. Phải mình không? Hả? Alo. Cái gì? Mình hả? Ôi tao không có cần tiền. Gấp đôi tiền. Mình hả? Lên tăng xong chết. Mình ừ. Mình ơi. Ơi. Mình đi đâu mà lâu dữ mình? À tôi đi chết đó mình. À tôi đi bắt ếch. Đi bắt ếch. Đi bắt ếch té đìa chứ. Đi bắt ếch té vẫn chết luôn hả? Đi bắt ếch té đìa chết mình ơi. Vậy chú bán dầu làm chi vậy mình? Chú bán dầu. À chú bán dầu cũng qua cầu cũng té luôn, chết chung chú bán ếch rồi. Ta đi đây. Trời ba ơi. Đi dạ, ba đi dạ. Mệt quá trời mệt. Tự nhiên má nhớ con cá trà của má nuôi đó quá vậy. Con cha. Mày nhập nữa hả? Con cha đi. Cá trà. Mày đó á. Diễm à. Thôi con về. Tao làm cá trà Diễm kìa, Diễm kìa, Diễm kìa, Diễm kìa. Diễm hả? Diễm là Diễm, vậy? Diễm đó, Diễm đó. Rồi con cá. Ờ. Ọc. Đừng có nói tụi con cá nó biết nói nha. Ọc. Sao nay con bị ọc hoài vậy Diễm? Ọc. Ực. Tao nuốt đúng rồi. Ực cái ực đó là của con. Đó. Diễm. Con Quỳnh sao Diễm? À con Quỳnh à. Con Quỳnh á. Cái con mà hồi đó nó dành ăn với con nó nhớ không Diễm? Ờ cái con đó tại vì nó dành ăn với con, cái nó mập mạp quá, người ta dứt nó rồi. Ôi quá Diễm ơi. Hồi đó biết vậy má cho con ăn đầy đủ. Bắt con Quỳnh lại cho má. Con chó này thật mất dạy chứ. Dạ. Yeah. Phải rồi nha. Không. Thôi để con Quỳnh là con chó. Con Quỳnh là con chó chứ không phải là con cá cha. Tôi nói thiệt nè, tôi làm là vì tiền, đúng, tôi lấy tiền thiệt. Nhưng mà tôi có cái danh dự của tôi. Không tin. Nợ bỏ tôi không tin. Bây giờ nếu hoàn cảnh khó khăn, đưa đi đi. Tao hụ hở cho con mớ tiền. Không tin. Chết rồi. Nó bị con Quỳnh lúc nãy ăn rồi. Sao mà ông bị con chó cắn được? Đó, mẹ không có hiểu. Con bả đâu có ý thức được cái chuyện gì đang xảy ra trên cuộc đời này. Đừng có cố chấp nữa con. Cố chấp như vậy chỉ làm hại những người thân của mình thôi. Bác nói bác thương má con. Cái gì má bác cũng làm cho má con hết. Tao không thương nãy giờ tao ở đây à. Mà ông ở đây rồi ông đi đâu? Bây giờ ông bỏ tôi phải không? Bây giờ bà đang tỉnh hay là bà đang mê? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Rồi hỏi gì hỏi đi. Chồng tôi mất rồi đúng chưa? Ờ. Con tôi đúng chưa? Đúng. Ông là gì của tôi? Tôi là hàng xóm. Rồi cái tôi thấy hoàn cảnh bà vậy, cái mà hoàn cảnh tôi nó cũng vậy, mỗi nhà mỗi cảnh mà, đúng không? Thì coi như tôi đến đây tôi muốn quan tâm với bà hơn. Bây giờ tôi nói ông nghe, bây giờ chồng tôi mất rồi, con tôi cũng lớn rồi. Thôi bây giờ tôi với ông tính chuyện của mình đi. Rồi thì bà muốn tính làm sao? Tôi muốn đám cưới. Cái gì? Ở cái tuổi này, bây giờ tôi đến với bà, thật ra nó sẽ là cái sự chia sẻ. Đó là cái sự bầu bạn mỗi khi mà buồn. Tôi muốn là đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha. Bây giờ hai đứa mình làm vợ chồng, tôi muốn vậy á. Rồi sao mày? Bác hỏi con. Thì ra là bác với má con là quen biết nhau từ trước. Ổng gà hèn chi con thấy bác cứ qua nhà chăm sóc má con. Con tưởng nó là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ai mà biết đâu. Giờ vậy. Tại vì á, thứ nhất chuyện người lớn mà lúc đó con còn nhỏ quá, đâu có biết giải thích sao cho con hiểu. Bây giờ con mới thật sự lớn nè. Thì á, bác muốn á, một ngày nào đó con ngồi xuống con nói chuyện với bác, có mẹ con đàng hoàng, bác giải thích cho con hết tường tận từ xưa tới giờ, để con hiểu là tại sao bác mới làm như vậy. Và cái tình cảm, cái sự yêu thương mà bác dành cho mẹ con, nó là thật. Như vậy thì bác suy nghĩ sao về chuyện má con nói? Thì đó, bác quay trở lại đây thì coi như là đó là cái ý rồi đó. Trời đất ơi, mà còn hỏi nữa. Con muốn chính miệng bác nói. Rồi, mai mốt là bác sắp xếp ha, rồi cái bác lớn rồi làm hả? Đám tổ chức đám cưới luôn hả?
dù sao má con cũng phải có danh phận đàng hoàng chứ, tự nhiên qua nhà bác rồi sao, không lẽ giờ qua bển rồi xong rồi tía con ở đâu? Tía con không lẽ bên này, tía con phải qua bên đó xe bàn thờ chung với gia đình bển chứ. À ha, có nghĩa là mình làm cái lễ cho hai bên bàn thờ nó nối nhau á hả? Dạ. Rồi có gì mình đập cái tường ở giữa luôn ha, cho mình thông qua. Thôi không có buồn. Không buồn nữa. Cưới bà, tôi cưới bà được chưa? Có danh có phận. Hôm nay trời nắng nóng quá trời nè, nghe lời tắt dắt hai má con đi tắm, đi ra tắm sông tắm suối được chơi, có khi dễ tinh thần mới thoải mái, mốt bà hết bệnh. Hùng má con cái đi. Hùng đấy. Thật sự cái nhạc không quen được cái nhạc luôn á. Thật sự, nhưng mà cũng phải là chúc mừng anh Hữu Tính đã hoàn thành xong thử thách của chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não. Cảm ơn anh đã đến đây để tham dự cái chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não của tụi em hôm nay. Nhận được lời mời thì cảm giác anh như thế nào? À, khi mà anh nhận được lời mời và anh biết được cái format của mình á, nó có phần gọi là để mình phải tự ứng biến tình huống á, tự bơi á, anh thấy nó rất là thú vị. Cho nên là anh đã nhận lời và đến đây gặp hai người nè. Anh cảm nhận gì về cái vai diễn của mình ngày hôm nay? Hải Triều như phỏng vấn hoa hậu vậy đó. Đúng rồi. Anh tự nhiên bận rộn gái như hoa hậu vậy đó. Và lời đầu tiên rất cảm ơn câu hỏi rất hay của quý ban giám khảo. À, hoa hậu liền. Và em là Hữu Tính from Việt Nam. Yeah. Cái phần tình huống của Hữu Tính thì anh thấy cũng khá là thú vị á. Nó liên tục, nó có nhiều cái để mình làm lắm, bởi vì khi mà cái bệnh mất trí nhớ, nói trước quên sau, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, không có gì để nói nữa. Sao mà nói được? Cái ý của má nói mới nãy con nhớ không? Nhớ sao không? Đó, như vậy đó mới được. Ủa mà má nãy má nói cho con chuyện gì? Vậy là nhà này không phải mình tôi bị bệnh đâu, bị bệnh hết rồi. Cái bệnh này là giống như là nó bị lây, chứ nó không phải di truyền nữa. Đưa Hữu Tính vào những cái khó khăn thì cái đầu thì cho Hữu Tính hỏi thử, có nghĩa là lúc đầu là hai bạn nghĩ là mình sợ chuột hả hay sao mà đưa ăn món đó thì nó rất là nhẹ nhàng? Dạ đúng không? Mà kính thưa anh Hữu Tính, cái tô và cái dĩa đó được đậy lại ngay từ ban đầu và khi mở ra tụi em mới biết đó là cái gì. À, thật ra thì Hữu Tính nói ghê quá chứ. Dạ thưa quý vị, đó là món ăn yêu thích của mình, là con chuột. Dạ trời ơi, chuột đồng khìa đồ hoặc là nướng đồ, trời ơi. Nhưng mà có con đun dừa thì sao? Con đun rất sợ. Ủa là đúng ngay lựa ngay món anh thích nhất mà món anh sợ nhất luôn hả? Là em nghĩ là lúc mà trong cái tình huống đó anh cũng nói rằng không ăn được chính mình. mình có một khúc gì nè mà mập á. Nhoi. Em muốn hỏi anh một cái vế nữa là thí dụ về cái vấn đề mà tình già. À. Tình của những người già với nhau á thì anh cảm nhận như thế nào về cái điều đó hả? Trước mắt thì Tính thấy rất là thương. Dạ. Bởi vì trong cuộc sống này á, ai cũng cần phải có một cái tình cảm. Dạ. Hoặc một nơi để nương tựa. Đúng thì rồi. Mình mới có thể sống lâu dài mà đúng ý nghĩa của chữ sống nha. Dạ. Chứ khi mà mình mất một nửa của mình hoặc là mình thiếu thốn cái gọi là gia đình á thì mình cô đơn lắm. Cho nên là mình tính rất là hiểu và thương cái những cái hoàn cảnh như vậy. Với lại giống như là thí dụ mình còn trẻ thì mình còn có được nhiều cái mối quan hệ, ví dụ bạn bè này nơi kia. Còn thí dụ mà đã về tuổi xế chiều, tuổi lớn tuổi một tí xíu rồi thì thứ nhất là có thể dùng cái từ là không có thể kết giao với bạn bè nhiều được nữa. Nó là những mối quan hệ xưa cũ hoặc là những mối quan hệ quen biết để chúng ta còn giữ lại cái gì đó gọi là niềm vui của cuộc đời. Giống như trong cái nhân vật mà Hải Triều mới nãy có thể hiện đó là ví dụ còn vợ còn chồng thì còn người hữu hỷ, nhưng mà cái này đã mất chồng rồi mà bây giờ còn một người bạn ở bên ngoài, giống như bạn xã hội bên ngoài á, thì rất là đáng quý cái vấn đề. Mà trong khi đó là cái nhân vật của anh Hữu Tính đóng á, là lại đi qua bên đây chăm sóc bà này, cũng như là chăm sóc giống như là hai mặt người chồng để chăm sóc, nhưng mà hồi đó giờ nó không có gọi là một cái danh phận gì hết. Ai cũng cần có một cái tình cảm cho riêng mình. Dạ. Thì với cái phương diện mình là một người con hay là một người hàng xóm hay gì đó đi, anh không biết. Nhưng khi mà mình cấm cản cái điều đó
thì nó hơi ích kỷ. Yeah. Bởi vì mình cấm cản cái điều đó. Vì điều gì? Vì điều gì? Cái mục đích của mình là gì? Bởi vì mình sợ phải san sẻ tình thương à. Yeah. Thì đó là mình ích kỷ. Cho nên là tính ủng hộ cái điều đó vô cùng. Bởi vì mình nhìn người ta càng hạnh phúc thì mình sẽ càng hạnh phúc. Bởi vì yeah. sao? Đó là người yêu thương của mình mà. Yeah. Đúng không? Đúng. Khi mà yêu thương một cách thật sự nha, có nghĩa là nhìn người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc. Có những cái sự yêu thương nó là sự hy sinh. Ừ. Đúng không? Đó yeah. mới là yêu thương. Cho nên là tính hoàn toàn cảm thông và chia sẻ hết mình.